bạn ấy rồi, cô bố bảo cô bạn. Con thấy bố con bảo có ít nhưng vẫn thấy đi phun thuốc sâu là chẳng biết là khó không. Con đã thỏ xuống nơi đâu? Thế đi phun thuốc sâu và là lơ phơ không thể biết được. Thế là vớt vát được vài xoạt. Vài xoạt kia bằng cứ còn độ 3 xoạt thì phải bằng 10 xoạt mỗi năm. Mà nhưng mà cái giống ít thì chăm nó lại khó không ạ? Không chăm cẩn thận là rụng hết. Nhưng mà bẻ nó đỡ vất vả, lúc bẻ nhiều sợ lắm. Nửa đêm nửa hôm đi bẻ được sợt vải. Ngắn nhất cảnh bẻ vải. Lên muộn tí là không bán được. Nó đắt thì lên lúc nào cũng bán được thì nó còn đỡ. Nó không mưa mà trận to nữa thì